em nhìn này, đấy skeleton dưới nhện là anh em có thể nhìn thấy rõ ràng không, mà nó đang ngồi á, skeleton dưới nhện anh em ơi, đó skeleton đang dưới nhện. Cái này anh em nào đã từng gặp thì nhớ like share cho tôi nha. Đấy, thấy chưa, đấy anh em, nếu anh em để ý thì cái chân nó đang ngồi đó. Đấy, có thể trèo lên được anh em ạ. Có thể nó có thể trèo lên. Con nhện này nó có thể là có skeleton mà nó có thể trèo lên nha anh em. Anh em nào đã từng gặp thì nhớ comment like và tôi nha. Skeleton dưới nhện. Nói thiệt là tôi nói anh em nó cảm thấy cái này anh nói thiệt luôn, tôi nói thiệt với anh em luôn, đấy là nếu anh em đã từng gặp cái trường hợp con skeleton nó cử nhẹ như thế này thì anh em là một trong những người may mắn nhất có thể nhìn thấy hiện tượng này, bởi vì hiện tượng này khá là ít người thấy, khá ít người thấy, nó tầm cỡ khoảng 10% gì đó, tôi không biết cụ thể nhé, nhưng mà tôi có thể đoán được ra nó có thể tầm khoảng là 10%. Nếu anh em chơi Minecraft lâu ấy thì anh em sẽ nhìn thấy được cái con skeleton cưỡi nhện thế này, tức là con skeleton ngồi trên lưng nhện đấy, đấy, đó. Và nếu anh em gặp được thì xin chúc mừng anh em là một người may mắn nhé. Và thôi, xin tạm biệt clip ở đây nhé.